tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cho biết, 67 người sống ở các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Áo và Thụy Sĩ đã bị ngộ độc từ cuối tháng 2 đến ngày mùng 10 tháng 3. Trong đó, 60 bệnh nhân thực hiện thủ thuật tại một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, họ được tiêm botulinum, neurotoxin và dạ dày. Botulinum neurotoxin là protein do vi khuẩn Clostridium botulinum sản sinh, có độc tính, Tuy nhiên, trong 40 năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã biến đổi chất độc này thành thuốc để điều trị nhiều bệnh khác nhau khi sử dụng với liều thích hợp. Theo New York Post, tiêm chất này vào dạ dày tạm thời làm giãn các cơ và ngăn chặn cảm giác thèm ăn khi khiến quá trình làm rỗng dạ dày chậm lại. Một nghiên cứu vào năm 2021 trên những bệnh nhân đang chờ phẫu thuật giảm béo cho thấy quy trình này là một cách hiệu quả và an toàn để đạt được mức giảm cân vừa phải. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cũng khuyến cáo về quy trình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan y tế nhận định, tiếp xúc quá nhiều với chất độc có nguy cơ đáng kể gây ngộ độc hoặc tê liệt cơ. Hiện không rõ các trường hợp ngộ độc có liên quan đến thực hành hay sản phẩm của bệnh viện hay không. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các sản phẩm được cấp phép sử dụng nhưng không được phê duyệt để điều trị bệnh béo phì. Các cơ quan chức năng khuyến cáo, độc tính sau khi điều trị thẩm mỹ có thể bao gồm mờ mắt, sụp mí mắt, khó nuốt và khô miệng. Một số trong 67 bệnh nhân trên đã phải chăm sóc đặc biệt theo sky hầu hết bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn sau khi điều trị nếu không được cấp cứu nhanh chóng tình trạng tê liệt có thể lan đến các cơ kiểm soát hơi thở